Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 22. Ancestor. Ancestor, that pidgin noun. Boss. Boss, that pidgin noun. Business. Business, that pidgin noun. Cater. Cater, that pidgin noun. Community. Community, that pidgin noun. Complain. Complain, that pidgin verb. Compound. Compound, that pidgin noun. Disease. Disease, that pidgin noun. Festival. Festival, that pidgin noun. Merit. Merit, that pidgin noun. Offering. Offering, that pidgin noun. Participate. Participate, that pidgin verb. Receive. Receive, that pidgin verb. Sticky. Sticky, that pidgin adjective. Spirit. Spirit, that pidgin noun. Tradition. Tradition, that pidgin noun. Hello everybody. Okay, now we learn our lesson. Chapter 8. Festivals. Unit 22. Pshumban. Nước nông mê rin ní cư describe holiday tradition and change to those tradition. Phải bố nâng dô là ông bì tùm rung biệt thà used to. Ta used to kê pra nông bê ná hai bình chạy dòng mạch. Và nước nông mê rin nâng bố nâng dô cho bác ông bì kà pra biệt used to. Did you used to celebrate Pshumban? Used to mean là thlop. Ta nè thlop property bon Pshumban te. Unscribble the letter to make the correct words. Write them in your notebook. Chúng bôn mơ nè. Tình ổn ní. Ta ai unscribble the letter to chìa correct word ban đi. Okay. Listen and answer the question. Why doesn't Wuti family attend the Pshumban ceremony? Hai đứa với ban chia Kurusa rồi bỏ Wuti mình ban chủ rùm vì thị bốn Pshumban. Tape script 8.22 Hi Wuti, are you and your family going to your home village for Pshumban? Hi Hien. No, when I was younger, we used to go for a whole week. Now, we work at the restaurant the entire holiday. Yeah, us too. I used to look forward to going and seeing my cousins. Now, we only go for one day to attend the Pshumban ceremony. I know. I used to have my grandmother make nom ăn xóm and nom cơm. It was great fun. Now we are very busy at the restaurant, especially on Pshumban Day. We only have time to go to the early morning ceremony. Before my parents owned the Chinese restaurant, they used to do catering for parties and we had time to go to two or three pagodas. Now my mom works late into the night making nom ăn xóm for customers and she is very tired when she finishes. But we go in the early morning and make an offering. Did you used to visit other pagodas? Yes, it was something my grandmother insisted that we do. She complains about how the celebration is changing. She says when she was young, families didn't used to work during the holiday because businesses would close. Now, she says people have to make a choice between pleasing their bosses and pleasing their ancestors. Okay, now listen again. Choose the correct form that you hear. Chúng buồn ai sẽ đáp xa thăm ấy đồng bày bình định mới chờ rơi tùm bông bì ế đó là y nè. When I was younger, we used to go rưu gọi dương lưu sô biệt thao quen. Used to go mình đã thlọp tàu. When ní cứ ban tàu.
Hồ vịnh mình là bênh mình sắp đà hồ lắm từng bụi mình là bênh mình sắp đà now we work để lâu dương thua cả now I put in tháng holiday từng ở trong là bênh mà holiday entire nó viên này viên sự điện lý vị hồ chứ I look forward khi ông tình tương rong chẳng thuộc tình tương rong chẳng tàu hay nâng chuột bong bốn chỉ đồn với bọc nhau ai lớn như dương bàn tàu rưu cả tàu dựa về mười tháng ấy đồng bày chùa ruộng vì tì bốn chung bẩn I used to have nhóm thlop chùi bàn chùi chỉ đồn với bọc nhau thua nông ăn xóm nông ăn xóm hay nâng nông cổ thế vì sao ông lấy nông xóm cứ nông xóm nông cốm cứ nông cổ It was great fun. Vichika sabai di re. D. Before my parents. Mun apong madai rabok nyom. Mien. O nó gư mien chi kam sật. Mien a po yini than chen. Bu ke tlop. Bu quat nó tlop thua. Rư go thua. Catering for party. Catering mình đi tha cà bà đòl à hà bà đòl ô bà hà xâm rập chụp liếng hỏi miên phê bà lìa tàu vọt tàu bì bì vọt bì rứa bà bì vọt ì nếu như dây tha mình là còn dây tha nó phê đẹp còn nó có mấy cú xá cứ mình bàn thôi cả rứa có mình lo thôi cả nó ôm lòng thằng ngay chụp xâm rạng là thế vì bước một chùm nuôi những cư nâng bật những con ai sẽ đập xa lần mới như chơi rừng tùm rùng tiếng ọt đó Rule When I was five nếu bây giờ khi mà dụ pram chân ám I used to nhóm thu lọc pay client be afraid of nó cứ pay client the dark nó cứ ngủ ngật nhưng đặt đỡ nó nguyên xong nào từ lần nào đạt nó chân ti ngủ ngật He used to have a lot of friends Quật thlop miên mật phẹt chỉ tràn Có bần tay ai lâu Quật mần miên tràn nạ tế He used to nó cứ thlop They didn't used to Bộ quật nó mần thlop đi dây So rudely nha Chlời Tế Nếu bê đẹp bộ quật nó không mấy Did you used to play in the mud when you were a kid? Tên là thlop lê phụ tế nó bê đá nè nó không mê Chân tùm rộng bịa tha used to bộ kê rê sạp ní used to ní mê nê tha thlop Didn't used to mê nê tha mấn mình thlop Did dot 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 used to plus verb mê nê tha ta thlop rư Ní kì chê tùm rộng nê ca pra bịa used to Complete the rule Bông pinh cơ buôn cho bọc một bình của buồn vậy đó Use to plus verb Expresses Mình chạy bi tùm lọt muối Ồ, rứ có thay nạp hiệp Đại cả láng nó nóng Nóng ấy In the past nhá Nóng ở tay đại cả But doesn't happen Có bần ta mấn Cả láng Nào Hay lâu này trong dây tha dương thlop ca pia tay đại ca bàn tay lâu cứ chụp bài mình đi tha mình chạy scam phiếp đại ca là nông về tay đại ca mình là việc thlop á chứ tùm lọt rồi có sản phiếp nó bia ca mình láng được nông về đại tay đại ca then and now mình là bị muốn hay là ngày lâu Look at how Mr. Sovan is retiring. At the end of the school year. Lately, he has been looking through all photos and has found one from his first year as a school director. Write five sentences in your notebook about how he was then. Relate me a bit of your dialogue so one. Nhưng chỗ đi vọt nó thằng ngày trong mình chọc lấy chân năm sắc sàng này
Mày thầm mày lẹt lý nên cứ thầm mày ní. Quát ban cứ lệ mơ rụp thọt chả chả. Rọc khơi mơ rụp thọt chả chả. Hãy có ban khơi muội vì chăm tí muội. Rồi bọc quản á. Chuyên dụ sẽ là School Director. Sự xê bởi dụ prám. Nó không nốt bụng. Rồi bọn nẹ. Ông bí đặc biệt đại quạt ban. Cho người ta. Ông bí là cả nạ đại quạt. Miền nó bên nó chẳng là quạt vừa ấy nhé. Để chăm một quan một loại cao prán. Example. Mr. Sovan used to wear a tie. Lục Sovan hư thlọp bẹt tay của bạn có. Bật thlọp thoát ấy chẳng tâm. Nè, flower ca nó lửa tóc. Smaller office, cái giờ lại tôi chiên glasses, bên ta to the radio, đáp ít chút, nó không cái giờ lại bọc quạt, chúng bốn mơ được việc phí năng khóc như vậy. Bốn ai pra bịa tùm rung used to mà, hay kết cho sạp mà. Ủa thì họ tha, mình thlọp miền ca tên là lượt tọc quạt ấy chẳng thông. Rưu cả quạt thlọp nó không cài giả lại tôi chẳng không. Tôi chẳng là người chẳng á. Bốn ai sẽ xê Mike the sentences A to E with sentences 1 to 5. Write the answers in your notebook. Chẳng bốn ai sẽ tập hay phục hồn á. Chăm sắp hiệp tiền phục vọng á. 8.22.2. Hey, Perum used to watch lots of movies. She reads novels now. B. We used to go to Siem Reap for holiday. We don't go there anymore. We prefer Skype now. C. Terry and I used to play volleyball. He still plays sometimes, but I don't play anymore. D. Akra used to weigh a lot. He doesn't anymore. He lost a lot of weight. Pita Novol Nita Rung Pralong Lok. Nhưng bất dân của ông đọc bản bản, bản ai cũng có bản ai đặt xa là với nó. How have you changed? Ta nẹ bàn phạp đôi dần mạch. Ah, your partner question about the topic you brainstorm. Vì ta brainstorm nó mình hay thà để dừng cất chứ. Bây giờ bỏ ở trong là brand của các bà storm chút thì dân thức chút cũng là môn thua ấy mỗi dân brand storm dân kết mở sẵn và của các bà là brand storm ông bí được biết đây là bán pháp đồ. Example: Did your mom used to choose your clothes for you when you were younger? B. Oh yes, sometimes she still wants to do that. A. What did you used to do after school when you were a kid? I used to play video games. Did you used to play video game after school? I didn't used to celebrate Shumban. Crossword puzzle. Complete the puzzle with the word from the box. Write them in your notebook. Community. Community nó cứ giảm cung. Compound. Compound dùng xong nghĩa compound. Desist. Desist nó mới là slap bắt bom chỉ vật tớ. Festival nó cứ bọn festival. Merit nó cứ con sống bạc. Merit. Offering
Offering cứ ca sign brain, ca phá đỏ lõi ca sign brain. Participate, participate nó cứ cho ruộng. Receive, receive nó cứ tự tuôn. Sticky, sticky that's up. Ông mà thả được bài đồng nạp ấy cứ sticky right. Bài đồng nạp nữa. Spirit, spirit nó cứ prolong, spirit. Prediction, propagate. Chúng phụ ai thua crossword nâng bàn thế. Lập trăm sạp, group bọc prai mùi mùi ở sạp. Cross này. A group of people, một lúc mùi cống, nó không lòng bọn mùi, ai tự lỡ chúng nào bảo rộng thông đá. Rưu gọi cả lạc thế sạc sự khám sạc. Nâng cái hào ấy kể. Thả công rưu gọi mách, community rưu gọi mách. For a special day, ngày rưu gọi ông lòng về bị sạch. Chỉ tự tớ nó có nông memory ca tròn chằm này bởi ca sát sạ. Chỉ mùi sẽ cảm phép sống cùng miền mà hộp rưu gọi bị thị, cảm bị thị. Chẳng bị ai kể với sư vô rưu gọi mấy thầy mấy. Six, to take part in mình ra chô ruộng. Take part in chô ruộng. Rưu có dọc đẹp tốt nó có nông sự cảm phiệp mùi. Chẳng bị kì. The non-physical part. Cho nghĩa là này mình chỉ physical. Mình phải chỉ riêng cái. Rồi bỏ một lúc để cái chất tộc thai chia luôn bất bật cọt. Rồi bỏ một lúc mà nè. Đại survive. Để đại chui xuống cửa. Mô ra nạ kiếp. Rồi phát bình ngọt á. Chẳng ấy kì. An area. Đồng bọn muối đại lòng bọt đòi rồi bọn phèn rứt coi chẳng chẳng. Để miến à kia. Một group. Thì à kia. Một lòng đi nhá. À kia một group nhá. Chẳng ấy kì. Chẳng ra rùm kìa. À kia đồng bọn nó cứ rùm kìa. Sao ấy kì. Thả côn rưu có mạch này mạch. 11. Something given us an act. Vậy vậy đẹp đó là ai chìa cả bật cả thuở này cả thuở sẽ cả bố chìa kháng sạch sạch nạ. Bố xịt. Chẳng dừng đặc biệt đào cho hẹn. To get. Đồng bày tờ tùa rước gọc đó là vậy vậy. 3. A person mà lúc nha đẹp bàn sạch tàu. 5. A belief chùm lừa rước gọc đọc biếp này cả thuở đàn mà lúc nha bàn thuở 8 rước về dù mà 2. H. Having something mean vay vay nó lơ viết đã thua ỏi viết lâu tại mùi này. Influence given or good work. Mình thà vì mình ở tìm bộ đã bắt đầu ỏi rưu xong rạp ca nghĩ ra lọ. Hãy đi chụp biệt dùng mình đây chẳng hay dịch rộp biệt đào nó không nè dù mộng bình chí là cả crossword puzzle. Vốn thử lộp riêng nè crossword puzzle. Chúng buồn ai cực mơ hay bằng phình ở trên lọc nâng. Read and answer the question. What new tradition does some land local pagoda follow? Ta, what khnông đồng bọn rồi bọt xâm láng nâng cư thua tam bà bây ni thơm mây ở bánh khả. Lập ôn chăm tiền sạch đập nó. Rụ bọ prai trúc trúc. Ai bốn chăm sạch đập thêm nâng tam đòn. After high school, mình đã bận tỏ vì riêng vị trí lấy. Nhưng bàn lạc tàu khai phố sẵn. Bộ bốn chăm hai nâng khiom. Phố đồng ná, ta lọc tàu tẹt. Ở tàu phùm lục tẹt bọc nhóm nâu xoài riêng. Xong rập vị trí bọn chung bắn riêng rồi chẳng nằm. À lâu khi mình trong thua đồng ná quen vì dù bạp năng tế dùm rạp về lý đạo khai bạp nó. Cô xa rồi bọc nhóm hai nâng nhóm lọc tẹt nó ổng lòng ngày holiday nâng ngày chụp dùm rạp nâng. Dương tờ lên vọt nâng đồng bọn vì búa dương nâng thua đồng ná tàu xoay riêng mình. Ngày chụp rùa tàu xoay riêng mình.
chẳng tôi lấy vọt mà không đồng bọn nó nó sẽ xoay riêng kì bình tốt vì chị tròn cho nằm một dư mình bàn thuê cá sàn bền là tê tàu ở chị đôn chị ta mình làm bộ bà cà rì chân và dưỡng ancestor ancestor nó cứ bộ bà cà rì chân rì khó phí học việc bộ rõ vì bố bộ quạt nó cứ so far away mình lại chạy trên tờ chương trình ngày 2 A few years ago, mấy người cụ bỏ cho lắm, bỏ anh ấy môn. Đã bất thờ bỏ anh ấy môn, cụ bỏ cho lắm. Là bỏ xa thầm mây mà. Chúng bắn cứ chia holiday mùi, cứ chữ bọn mùi, nào cầm bị chia. Đại bàn bộ rộp láng nằm mây rùm lực, nào bộ bộ cà rì chân đại bàn sạp bạn bọn thờ. Chúng bắn, vì thị bọn chúng bắn cứ nơi ngay tì đọc rằm, khẽ đọc, nơi khôn ông bởi tị tân khmai, khmai calendar. Nơi bê đã khi ông lọc mến, khi ông bởi tị, là bởi tị vía, ác mạch ác chữ tràn đôi để khi ông thuê lọc chẳng hạn. Nơi bê đã khi ông lọc mến, khi ông lục vụt hơi cho chất đề dụ. Dù rình nó ông lòng chúng bắn, cô xa là bọc nhóm nâng tàu bậc trong hệ thang nâng tàu và vị thi bậc và lâm vọt đồng bay cục bọc nhau bọc bọc bài bẩn đông bài bẩn sàn bến xâm rạp và lưng bạc y vi lưng bạc bởi sạch của mọi chuyện đó vì nó cứ bởi lưng hai chiếm lâu để dù đã ở ba tập bọc bài bẩn kê tăng nâng của con nó mấy con ở bàn là màu bay màu buồn tàu theo through sticky rival offering for the evil spirit chẳng là con vô đề chứ hiện bỏ này mình cũng bỏ môn nó bỏ xa thiệt bọn tôi bị chia lấy nhưng bàn là tàu khai bố sạc chẳng là bọn tôi bị đến hai chị chia lấy nhưng bàn tàu khai bố sạc vinh bộ phân khiếm hai nâng khiếm vừa đồng ná ta lập tàu phu nâu tẹt bọc khiếm nâng nâu xoài riêng xâm rạp bọn khiếm mắt nâng rõ chân nặng ai lâu khiếm mặt chân tàu thua đồng ná ngay xâm rạp bêl bạc lây bạc nâng tê cú xa khiếm hai ai lâu nịa nâu tẹt nâu ấm lông ngay chụp xâm rạp dương bàn tàu vọt nâng lục bọn nâng sọc nâng vì bố tài dưỡng nâng thua đồng lá tôi xoay riêng mà chúng lúc hỏi tàu thua đồng lá tôi xoay riêng mình mà có tàu vọt nó lọc hồn phê cổ đào mình bình tốt vì chỉ trăm chân năm dưỡng mặt bàn thua ca xa em bền khá tê tàu nâng bộ bà ca rây chôn ở bọc dưỡng vì bố cổ quát nâng cư so far away mình đã kết chân ai tài dưỡng dù ai. A few years ago, people in Namun, Papun Khyom Ban Yok Khyom Tau Kan Ban. Bằng leo Kan Ban là Thua Kan Ban. At local pagoda, now I want muối, nông đồng bọn đó. Hãy khyom pinh chật, luôn khyom này. Khyom cho chật, để hẹt mạng ra cho thị ca. Hẹt mạng ra cho thị ca. Chia bố rõ vây không mây, để khyom do vị thị bọn nó cứ seriously là dạng khăn nhóm pretend nhóm để nhóm thuở nhóm chập ở rộng lần này nhóm chập ở rộng là vì bố nhóm cho chất bộ phê ni thamay quạt bàn chập ra một nó ổng lòng sạc cùng nông đồng bọn và quạt quạt bàn dây tham lúc nía cục bài bẩn bỏ bài bẩn hai viên thuở ỏi The pagoda compounded thì cho nó thua ở vọt nó kia căn đè của kịch bây giờ cục của quen chụp lăng bình nắng á quất ban dây thà mà nó quay không mê bàn lê nắng chung với nắng mình chưa riêng mình đào ở một ngó ông tì cái thị bọn thì quất ban xùm ra chất miền bài nó cục mình đã bỏ tôi không là basket là ai thì à biết là ai chờ những á bọc bài vân đã lại năng
để quạt bẩn tọa mó ban bước sật dịch bò đòi là số thóa sật dịch bò chay đòi bà sông bẩn tọa mó a small bit of the right mình là bẩn tọa mó đông tội này bài nó cứ trở bàn kỳ cục từ lớn đầy đợi chia rồi bọt sàn bến nằm bây tựa tu đòi phụ rồi lần bạc thay ngọt năng phụ quát ban sàn bến mình là phụ quát ban phát đo lòi nâu bóng bài thằng này nó xó lấy tàu cụ xa kết khó ở phở nó phát đo lòi á vì có thà sàn bến và tên này nếu dương ạ bảo là sàn bến đê phát đo lòi đông bài thì nó xó lấy tàu cụ xa kết khó nó xạ cùng năng ca phát đo đồng bài tàu nè có một lúc mà nếu cứ mình tha earning more merit cứ từ tù bà nó côn sống bật tràn chiêng lời ca chui nè thằng lúc nè đà mần miên chi phiếp thủ thiện be well off chiếc bàn chô rùm nông xạ cùng nông tràn để lâu nếu nhóm bàn sponsor và thống vì thì cần bằng mối mà chân nằm hát cho mình làm sắp bài nó về đẹp nhóm thừa vị. Read the story again and fill in the blank using used to or didn't used to and the correct form of the verb in bracket. Write the answer in your notebook. Listen and check. Tạp bốn chạm sạp Tape script 8 22.3 Phyom Bun is a holiday in Cambodia which is celebrated to remember our deceased ancestors. The Phyom Bun festival is on the 15th day of the 10th month in the Khmer calendar. When I was a younger man, I didn't used to celebrate it as much as I do now. When I was a child, I used to be lazy and like sleeping late. During Phyom Bun, my family would go to the early morning ceremony at the pagoda to throw sticky rice ball, offering for the evil spirits, and I used to stay in bed to sleep. After high school, I moved to Bosat province. My wife and I used to travel back to my home village in Svai Rieng for Phyom Bun every year. Now I don't like to travel such a long way for such a short time. My family and I now stay home during the holiday. We didn't used to visit the local pagodas because we would travel to Svai Rieng instead. Then, for many years, we didn't make any offerings to our ancestors because they were so far away. A few years ago, my wife took me to a kanban at a local pagoda and I enjoyed myself. I really liked the head monk. As a young man, I didn't used to take the ceremony seriously. I used to pretend I was interested. Now I am interested because I really like a new tradition he has started among his local community. He said that people used to throw rice balls and it made the pagoda compound dirty. He also said that younger people used to play around, not being serious about the ceremony. He decided to only have the rice thrown into a basket, which was then blessed by monks. Then a small bit of rice is thrown on the ground as an offering to be received by the spirits. They offer the rest of the rice to the poor families in the community. By offering the rice to the poor, people are earning more merit by helping those who are not as well off. I didn't used to participate in my community much. Now I sponsor a kanban each year and feel very happy when I do it. Con ai đọc xa lăng vĩnh và dân đọc cho bà lại ngã mũi. Listen and repeat. Notice that used to and used to are pronounced in the same way. Used to. A. Did you used to be afraid of the dark? B. I used to be afraid of the dark. C. I didn't used to be afraid of the dark. Change in my life. Compare your grade 9 self with your grade 6 self. Rip tip. Clunet. Nothing at the from bone. Chim môi nâng clunet. Nothing at the from môi. Chưa rớt cùng lứt.
Ai đang sử dụng ví dụ bất ẩm phí được biết đến nhé. Bạn phát đồ nó không nốt mục của bọn nhé. Pra cũng nứt nó không phải ọc. Rư co cũng nứt đầy cửa nhé. Clothes không để ẩm phép. Music đơn trái. Book sử phấu. Appearance rụp riêng hàng cáo. Color. Phó sống bó. TV show. Bốn đăng TV TV tù tù số lý tích ca bằng 2 tam tù tù. Cảm thì tu tu phim sai phụ dân sport kê lá food mô hộp personality buộc lực lẽ cả nạ friend mật phẹt free time activity sẽ cảm ơn phiếp về thùng lệ then and now color I used to like blue didn't used to watch football on TV appearance I used to have long wavy hair now I like green. Now I watch it every night. I cut it. Now it is short and straight. Now we clay hay trọng. Sọ trong gì đó. Sọ clay hay trọng. Wavy hair nó cứ sọ đè lưỡi nhớ. Long wavy hair sọ đè quen tai á. Did you use to like it? Memory. Write a question for its answer. Example. I used to have to do it every day. Did you used to have look after your sibling every day? B. I used to like it. Did you used to like J-pop? Then try J-pop. I used to watch it every week. Did you used to watch every week? I used to had doing it khiom thlop mon chou chat vie ke sap phai gọi had book ai nhen chi did you used to had doing 3 I always used to play it after school did you ai after school I used to have one did you ai I used to want one when I was younger chang pon ai sa se khluon ai mo Think about how you would use the sentences about to say something about yourself that is true. Write your answer for X in your notebook. With a partner, take turn asking your question and try to guess what they used to do have. Example, I used to have to do it every day. Did you used to have look after your sibling every day? Sibling cứ bọn phụ ổn sạch nhật nhé. No, I don't have any younger sibling. Did you used to have to work in your parents' shops? Yes, I used to have to work there after school every day while my mother fed my little sister. Rewrite the sentences in your notebook with the correct form of used to. Example, they live in a big house, but they had to move. They used to live in a big house, but they had to move. One, I love exercising in the evening, but now I'm too tired. Two, I sat in my grandmother's kitchen and watched her cook. 3. I was quite fat. Then I went on a diet. Tom, go on a diet. Tom. And lost 10 kilo. Hay srop. 10 kilo. Bắt 10 kilo. Makara was one of the roadiest boy in the class. But he's much better now. We didn't have a dog when I was younger. Did you spend your holiday in Kampong Som? Okay, listen and check. Tak pun stop a jump check man. Tape script 8.22.5. 1. I used to love exercising in the evening, but now I'm too tired. 2. I used to sit in my grandmother's kitchen and watch her cook. 3. I used to be quite fat. Then I went on a diet and lost 10 kilos.
4. Makra used to be one of the rowdiest boys in the class, but he's much better now. 5. We didn't used to have a dog when I was younger. 6. Did you used to spend your holidays in Kampong Sao? Bosen pon sdrap at ban pon ai sdrap sa lang veng mo tumrong dam yeung trou pra pi ai used to cheng no pe pon sdrap ki pon ai dang ta ki pra pi used to mich hai plo ke sap dam mich to pi yeung pra pi used to pi tha rodi rodias ning nea rodi tumrong vie ke rodi mne tha dal nye nyai dal yi rum hat ai chap khang mu mau People used to. Student A turn to page 254. Student B turn to page 266. Before the invention of the light bulb, mun ka padat ka bangkat thmey nei mpul phleung light bulb. Rup nia used to rup nia thlop prai ke. Nụm nếu mình lọc bài kể chẳng nó tùm bố nó kể ở dưỡng thuở cài thì cụ xua khả nịa bạp nghĩa. Mình đã để xa lục lục thọt thì video chẳng cứ mình ai cho cụ thuở cảm thiệp nâng bạn. Did you use to, ta nhạc thọc thế, flip the bottle cap and move your game piece. Để dưỡng mua cùng rộp đọp chẳng á. Bởi sân mình nhạc land on, mình nhạc cho nó lơ trùng chỉ mua nâng sông lúa. Xuống nó mà nế nó càng chuyện. Bật sân mà nè cho nó lời trông mối đại viên bị chụp nó lại viên. Chẳng cái ôi dân của lệnh kèm nó đã để xa được đủ thọt video chẳng phổ đặt ảnh vừa bạn. Chẳng lúc nông bị điên tì một phầy pi nếng cứ bồn dù cần cho bạn hẹn tiết cần là khắng cứ pra bị used to tùm rong bị used to là cần là positive lạc nạn negative hay nâng lạc nạn question. Bạn sổ mở côn phố phố để bàn chùm này về việc mơ vị thật ổ lục rú bị đàm hồ đạt chọc. Chùm rịp liếc một môn thật ngọt nghĩa. Goodbye.